Mới đây, một đoạn video Chibu luyện thanh vừa được thầy giáo nữ ca sĩ đăng tải đang khiến dân tình xôn xao. Chibu chăm chỉ luyện tập, liệu có phải chuẩn bị cho màn comeback sắp tới? Kể từ khi làm ca sĩ, Chibu vẫn luôn nhận ý kiến trái chiều từ khán giả. Thời gian vừa qua, Chibu là cái tên được nhắc đến khá nhiều vì liên tục có những màn hát live khiến mọi người khó lòng thưởng thức. Cũng chính vì điều này mà cô trở thành nhân vật bị chế giễu trong khá nhiều fanpage rút kín. Thế nên, cũng không quá khó hiểu khi thỉnh thoảng trên mạng xã hội sẽ xuất hiện một vài thông tin về chuyện ca hát của Chibu. Mới đây, xuất hiện một đoạn video Chibu luyện thanh được thầy giáo thanh nhạc đăng tải khiến dân tình xôn xao. Theo đó, Chibu đang cố gắng mở thanh quản, thực hiện những nốt cao khó nhằn. Tuy chưa thực sự mượt mà và hoàn hảo, nhưng việc giọng ca Anh ơi ở lại vẫn đang chăm chỉ trau dồi kỹ năng ca hát của mình được nhiều người khen ngợi. Đồng thời, việc Chibu đi luyện thanh cũng khiến nhiều người nghi ngờ cô đang chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc sắp tới. Ngoài ra, khán giả bắt đầu tò mò việc học hành chăm chỉ, luyện thanh có giúp Chibu cải thiện giọng hát, đặc biệt là đủ sức hát live trên sân khấu. Đây không phải là lần đầu tiên khán giả chứng kiến Chibu nỗ lực trau dồi kỹ năng ca hát. Cuối năm 2020, Chibu chia sẻ câu chuyện dù đang bị sốt 38 độ nhưng vẫn chăm chỉ học tập. Trong bức ảnh đăng tải, người hâm mộ nhận ra Chibu vì luyện giọng nên quá mệt mỏi, phải nằm tựa vào ghế để nghỉ ngơi. Trước đó, trong một lần chia sẻ về việc nhận những phản ứng trái chiều khi theo đuổi sự nghiệp ca hát, Chibu từng tâm sự, thời gian đầu cô cảm thấy chùn bước. Nhưng sau khi ngồi suy nghĩ kỹ và nói chuyện cùng ekip, chúng tôi có nói rằng phải tin nhau để bước tiếp. Nếu mình không tin chính mình thì mình không thể nào đòi hỏi người khác tin mình được. Khi mình đã đi được nửa con đường rồi, nếu mình bỏ coi như mình mất hết, còn mình đi tiếp biết đâu mình sẽ thắng. Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận bước tiếp. Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy đó là quyết định đúng đắn, người đẹp nói. Yếu tố quan trọng đối với ca sĩ là kỹ năng hát live. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu lớn nhất của Chibu. Nữ ca sĩ nhiều lần bị cư dân mạng đăng tải đoạn clip hát live vỡ giọng trên sân khấu. Kể từ khi ra mắt với vai trò ca sĩ đến nay, Chibu luôn khẳng định với khán giả sự kiên trì của mình. Cô nàng cũng tiết lộ bản thân không ngừng cải thiện kỹ năng ca hát qua việc học tập. Tuy nhiên, Chibu vẫn chưa chinh phục được khán giả bằng giọng hát live thật sự. Điểm mạnh của cô vẫn là ở cách chọn bài hát và khả năng vũ đạo đầy cuốn hút. Sau Chibu's The Christie Show và MV Mơ Anh, dường như Chibu đã có dấu hiệu thụt lùi trong âm nhạc. Mặc dù chắc chắn sẽ gây tranh cãi, thế nhưng khán giả và người hâm mộ vẫn rất nôn nóng chờ đợi Chibu comeback bằng một dự án chất lượng hơn Mơ Anh khá nhạt nhòa. Cho đến thời điểm hiện tại, Chibu đã dấn thân vào nghiệp comeback được khoảng 4 năm. Khoảng thời gian đi hát chưa quá lâu, nhưng cũng đủ để nữ ca sĩ sở hữu cho mình khối lượng người hâm mộ riêng và ủng hộ cho sự nghiệp của một nàng hot girl quyết định chuyển hướng. Dẫu vậy, giọng hát hay những màn trình diễn của Chibu vẫn luôn là tâm điểm quan tâm từ khán giả cũng như cộng đồng mạng. Không ít những tranh cãi đã nổ ra trong suốt quá trình đi hát của Chibu, thậm chí cô cũng từng phải nhận sự chỉ trích hay cà khịa từ anti-fan. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại đoạn clip được ghi vào thời điểm năm 2017, khoảng thời gian Chibu debut với ca khúc Từ Hôm Nay. Trong đoạn clip này, nữ ca sĩ chia sẻ công khai quá trình tập luyện để chính thức bước vào sự nghiệp ca hát. Chiếm phần nửa thời lượng đoạn clip, Chibu đã giới thiệu đến người hâm mộ chuyện học thanh nhạc với những khó khăn khi điều chỉnh giọng cũng như đài từ. Bởi lẽ, cô nàng tiết lộ từng bị mọi người chê rằng giọng đơ, vô cảm, đài từ kém. Chính những lời chê này khiến cho Chibu quyết định phải đi học thanh nhạc để có một chất giọng dày, chắc hơn. Có thể thấy, để có vị trí như hiện tại, Chibu đã trải qua khoảng thời gian nỗ lực tập luyện để chứng minh với những người thầy của mình rằng cô có khả năng chinh phục khán giả. Dẫu vẫn còn gặp một số tranh cãi nhưng không thể phủ nhận, từ một hot girl, Chibu đã được công nhận và được gọi với danh xưng ca sĩ Chibu. Các sản phẩm âm nhạc mà Chibu dồn tâm huyết thực hiện cũng nhận được sự đánh giá cao. Bất chấp vẫn còn gặp tranh cãi về giọng hát, nhưng khán giả vẫn dành những lời khen có cánh cho sự nghiêm túc của Chibu khi thực hiện sản phẩm được đầu tư cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Xuất thân từ một hot teen Hà Thành, bắt đầu bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên trẻ rồi lấn sân ca hát. Dù tài năng của Chibu vẫn là điều gây tranh cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc xinh đẹp của cô. Có lẽ đây cũng là vũ khí mạnh nhất khiến Chibu ngày càng nổi tiếng và sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Chibu khiến cả showbiz ngỡ ngàng khi chính thức lấn sân sang sự nghiệp ca hát với single Từ Hôm Nay sau khi thử sức ở nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, MC, nhà sản xuất, v.v. Không ít người hoài nghi, thậm chí chỉ trích khi cô nàng mạo hiểm lựa chọn một lĩnh vực mới là hoàn toàn so với kinh nghiệm của bản thân ở thời điểm đó. Đã vậy còn mạnh dạn phát ngôn, từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ. Thế nhưng sau 2 năm, những gì mà Chibu làm được trong âm nhạc đã dần nhận được sự công nhận của khán giả. Mặc kệ những lời chỉ trích, Chibu đã chứng tỏ cô hoàn toàn nghiêm túc với âm nhạc khi ra mắt sản phẩm vô cùng năng suất. Trong năm debut 2017, chỉ trong 3 tháng cuối năm, nữ ca sĩ đã ra mắt tận 4 MV. Đó là một con số ấn tượng không chỉ đối với một gương mặt non trẻ mà ngay cả với ca sĩ chuyên nghiệp. Dù là một cái tên mới với âm nhạc, nhưng trong 4 năm qua, các MV của Chibu đã mang về hơn 237 triệu lượt xem. Đáng kể nhất là MV Anh ơi ở lại với 73,5 triệu view.
MV debut từ hôm nay dù gây tranh cãi nhưng cũng đạt con số khả quan là gần 22 triệu views. Nhìn lại danh sách những MV ra mắt của Chibu, dễ dàng nhận thấy cô nàng rất chăm chỉ thay đổi concept. 12 MV là 12 cá tính và hình ảnh hoàn toàn khác biệt và tất cả đều được làm rất chỉnh chu. Từ tạo hình hoa hòe hoa sói trong Từ hôm nay đến nữ hoàng rạp xiết trong Talk to Me, từ concept Lolita đầy dục tính trong Mời anh vào team em đến hình ảnh dần dàng với hình tượng nàng cám trong Anh ơi ở lại. Mỗi lần comeback là một lần Chibu khiến người xem tò mò không biết cô nàng sẽ biến hóa như thế nào. Về âm nhạc, dù không thể phủ nhận rằng giọng hát của Chibu đã ngày càng tiến bộ hơn, nhưng cô nàng vẫn còn cần phải cải thiện rất nhiều. Hiểu được điều đó, các sản phẩm của nữ ca sĩ luôn được đầu tư phần beat vô cùng bắt tai và sôi động, thuộc các thể loại đa dạng như EDM, Dance Pop, Ballad. Chibu mạnh tay hợp tác với những ekip khủng, những hitmaker đình đám như Dark J, Marshall, Triple D, Trang Pháp, Huỳnh Hiền Năng, v.v. hay các ekip đến từ Hàn Quốc, gần đây nhất là studio hàng đầu One Million. Và những thành tích trên YouTube đã cho thấy sự đầu tư đó là xứng đáng. Đến nay, Chibu là nữ ca sĩ có nhiều MV solo đạt top 1 trending nhất với 3 MV. Trong đó, Anh ơi ở lại là MV giữ vị trí này lâu nhất với 11 ngày liên tiếp. Có thể thấy dù gây tranh cãi, nhưng sức hút của cô nàng là không thể phủ nhận.